Diễn đàn mạng lưới các chính quyền địa phương của BMC, BNLG về phát triển bền vững vùng bờ do chính quyền tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia đăng cai tổ chức với sự tham dự của 52 thành viên chính quyền địa phương đến từ 10 quốc gia và 3 thành viên liên kết cùng với các tổ chức phi chính phủ và cơ quan phát triển đã diễn ra vào trưa nay, ngày 1 tháng 12. Tại sự kiện này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã vinh dự được bầu làm chủ tịch mạng lưới BNLG nhiệm kỳ 2022-2025. Diễn đàn mạng lưới các chính quyền địa phương của BMC, diễn đàn BNLG được tổ chức hàng năm và do các thành viên luân phiên đăng cai. Diễn đàn năm nay với chủ đề kết nối vì một thập kỷ đại dương mới đầy hy vọng, trong khuôn khổ chương trình Đại hội Biển Đông Á năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022, ký bản tuyên bố Ceno, thông qua kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn 2022-2030, bầu cử chủ tịch và phó chủ tịch mới của mạng lưới BNLG giới thiệu thành viên mới gia nhập mạng lưới và thông báo Tangerang, Indonesia là địa phương đăng cai tổ chức diễn đàn năm 2022. Với những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ trong hai thập kỷ qua và nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong mạng lưới với số phiếu tán thành cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vinh dự được bầu làm Chủ tịch mạng lưới BNLG nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu nhậm chức, tân chủ tịch mạng lưới BNLG Lê Quang Nam khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đồng thời thực hiện các định hướng và thúc đẩy các quan hệ đối tác mới trong việc triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tại khu vực nói chung và tại địa phương nói riêng. Sự kiện này còn góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng đối với sự phát triển bình vững chung khu vực biển Đông Á, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển tại thành phố trong tương lai.